Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đi được hết tập 4 của tác phẩm truyện Tứ Đại Đồng Đường của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và ở tập 4 thì đã có những diễn biến khiến cho chúng ta hiểu thêm hơn về các nhân vật cũng như là những mâu thuẫn tiềm tàng sẽ phát sinh trong tương lai của tác phẩm truyện này. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 5 Tứ Đại Đồng Đường của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Vẫn như mọi hôm thì rất mong quý vị khán giả chúng ta đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một nút like, một nút click và đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ và để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 5 Tứ Đại Đồng Đường qua giọng đọc Đình Duy. Không ngủ đến 10 giờ sáng mới bình minh như mọi ngày. Đúng 8 giờ khi mấy hộ tầng trên đi làm hết, khiến ngôi nhà có vẻ trầm mặc rêu phong. Lúc này cô thoạt tỉnh giấc, vì muốn nằm thêm cũng không được. Chẳng muốn hoài hơi chửi đứa nào vô ý thức đi vệ sinh quên dội nước khiến mùi hôi bay vào nhà. Cô lặng lẽ xách xô nước cọ rửa, vì biết có chửi thì cô cùng gã chồng là người tự nghe nên chẳng báo gì. Con gái rời nhà từ sớm, do chưa muốn nhóm lò sợ phí viên than tổ ong, cô sai chồng rang cơm trên bếp điện cùng ăn sáng. Dù thường ngày mắng chồng bất tài vô tích sự, tuy thế khoản nấu ăn của chồng không tệ nên cô yên tâm chẳng phải ngồi chỉ đạo. Mở ngăn kéo nhặt ra mấy lọ sơn móng chân và móng tay các màu. Sau một hồi xăm soi chán chê, cô quyết định chọn màu đỏ thẫm để sơn móng chân trước, sau đó chuyển sang sơn móng tay. Riêng khoản tự sơn móng cho mình tính ra cũng tiết kiệm được một khoản nếu phải ra ngoài hàng. Dù tập trung vào việc sơn móng, nhưng cô vẫn nghe gã chồng cập nhật tin tức của 4 hộ sống trên gác, cùng mấy hộ dưới nhà. Tuy nhiên, sau trận bị vợ chửi như chan tương đổ mẻ, gã chồng cô đã khôn ra nên không đề cập đến việc của nhà ông Hai Lạng. Đặc biệt là cái tên Tạ Đình Cân gần như không bao giờ còn nhắc đến. Ngồi xơi hết đĩa cơm rang, thoạt nhắc chồng gần trưa hãy nhóm lò để nấu cơm, đun nước làm gà một lần cho tiện. Ngày nào cũng từng đó việc nên bôi ra kiểu tháng 5 một việc, tháng 10 một việc sẽ mất thời gian. Đúng là thói đời chẳng biết đâu mà lần, món gà tần thuốc bắc bán chạy còn món xôi thịt có phần chậm lại. Cũng có thể bởi đang mùa hè nên vậy. Nhưng bù qua sớt lại vẫn có lãi nên cô chẳng cần phải lo lắng. Cắt đặt mọi việc xong xuôi, Thoàn ngó ra cổng thấy cô nụ đang tất bật đập đá cho vào cốc rồi rót trà. Cô biết trà đá bán lãi nhất, vì có một nhúm trà loại rẻ tiền nhưng có màu, thêm một hai cục đá là lại thu được tiền. Từ lâu cô vẫn ấm hức việc mình bán hàng đến quá nửa đêm. Cuộc sống chẳng khác gì con cò con vạc. Dẫu chẳng biết bán nước có được hơn tiền không, nhưng khoản được coi vô tuyến rồi ôm chồng đi ngủ, cô nụ ăn đứt luôn. Mặc gã chồng ăn xong rửa bát, Thoạt bốc một nắm hạt hướng dương lững thững ra ngoài ngõ. Hôm nay cô chẳng lên chùa hay đi chợ. Sau khi ngồi xuống quán nước lưu động của nụ, cô gọi cốc nước xấu có thêm cục đá. Làm như vô tình, Thoạt kể lại việc đi lễ chùa Trấn Quốc dạo trước. Cô vô tình gặp chồng nụ đi cùng một phụ nữ quý phái vào chùa. Chẳng biết họ quen nhau lúc nào. Tuy nhiên, điều bí mật cô muốn tiết lộ. Người phụ nữ đó tên là Lệ Hằng, ngày xưa có học cùng phổ thông với cô. Như vậy năm nay tròn 40 tuổi. Dặn nụ phải để ý giữ chồng, bởi thời buổi này ai biết ma ăn cỗ. Ngộ nhỡ có chuyện lòng thòng, khi đó chẳng nhẽ kéo con đi đánh ghen rồi xấu chàng hổ ai. Không nao núng trước những lời thẽ thọt của người hàng xóm, cô nụ vẫn rót trà cho khách không ngơi tay, nhưng lên tiếng giải thích. Đó là bà chủ Thành Phát do chồng cô được giao nhiệm vụ chở đi thu tiền, đi lễ. Thậm chí chiếc xe máy Honda Coupe 81 nhà cô chẳng có tiền mua, đó là xe của ông bà chủ giao quản lý cho tiện công việc. Về làm dâu ở đây cả chục năm, nụ không lạ gì thói đâm bị thóc, chọc bị gạo của Thoạt, nên cô thả thêm cục đá vào cốc nước xấu, rồi tự tin nói. Em chẳng giống chị, tối ngày lo mất chồng, ai có sức, mặc đức mà ăn. Không nhận được phản ứng như mình mong muốn, tự dưng tốn tiền trả cho cốc nước xấu, Thoạt đứng dậy quay vào nhà. Như vậy kế ly gián khiến hai vợ chồng cân lục đục đã không xảy ra. Vừa đi vừa cắn hạt hướng dương, cô thầm chửi con đĩ bán nước vỉa hè có mắt không chồng, rồi có ngày trắng mắt ra khi chồng đi cùng người khác. Bực mình không có người chút giận, nhìn gã chồng đang chuẩn bị xách bếp than tổ ong ra vỉa hè, Thoạt yêu cầu chồng để bếp ngay ở sân rồi nhóm lò. Sẵn trong lòng bực tức,
Khi khói bốc cao, cô cho bếp than ngay giữa con ngõ nhỏ để khói theo gió bay ra phía ngoài, hun đám khách đang ngồi uống nước. Sau khi trời ác như vậy, Thoạt quay vào nhà bật quạt, nhưng mất điện. Trời nực khiến cô tốc áo rồi quạt phành phạch cho đỡ nực. Kể từ ngày người yêu cũ ra tù, Thấm Thoát đã nửa năm trôi qua. Nhìn cách ăn mặc điệu đà lại cưỡi con xe Honda Coupe 81 khiến cô chẳng thể vui được. Đành rằng mỗi người có duyên phận rõ ràng, nhưng sau mấy gã chồng bất tài đang chuẩn bị bắt gà giết thịt, cô thấy người yêu cũ vẫn khác xa một trời một vực. Dù chẳng bắt tận tay, dây tận trán đôi gian phu dâm phụ, Thoạt vẫn thấy Tạ Đình Cân cùng cô bạn học thuở trước là Lệ Hằng đẹp đôi đến lạ kỳ. Cho đời vợ của anh ta chẳng hề ghen tuông, hà cớ gì cô phải ghen hộ như vậy. Dù biết mình vô duyên khi bao đồng chuyện nhà người khác, tuy thế cô chẳng thể bỏ qua, bởi nếu không thế, cô đã không xứng danh Thoạt Hàng Gà. Ngồi trong ngôi nhà hơn chục mét vuông không có điện, ngoài khói than tổ ong còn mùi hôi từ nhà vệ sinh khiến Thoạt khó chịu. Cô quyết định mặc bộ đồ tươm cho hợp với những móng tay vừa sơn lúc sáng. Sau khi đứng trước gương chán chê, Thoạt không mất chồng lấy xe máy chở mình. Cô bước ra ngoài, bắt xích lô đến phố hàng đường. Dù không mấy khi mua ô mai về ăn, nhưng hôm nay cô chọn nhà Thành Phát để mua vài lọ để bỏ tiền xích lô. Ngắm ngôi nhà cổ vẫn chưa bị thời gian tàn phá. Có lẽ do chỉ có một hộ gia đình sinh sống, nên nhìn nó khác hẳn ngôi nhà bên phố hàng gà. Ngay trên phía mái của tầng 2 vẫn còn nguyên vẹn dòng chữ Thành Phát, Giáp Ngọ 1894 cùng hai câu chữ nhỏ. Tính ra ngôi nhà có tuổi đời gần 100 năm không ít. Chẳng thấy bà chủ Thành Phát là bạn học xưa cùng mình đâu. Xe máy cùng Tạ Đình Cân không thấy mặt. Ngồi bán hàng ô mai phía sau tủ kính là một cô gái khoảng 20 tuổi, khiến Thoạt hơi thất vọng. Dù sao đã đến tận đây, không lẽ lại về không? Cô ghé vào cửa hàng, chọn mấy lọ ô mai xấu cùng ô mai mơ. Cầm lọ ô mai ngắm nghía, tự dưng Thoạt nhớ đến câu ô mai xấu cuối nọ, với hàm ý chê những người kém sắc dạo trước. Câu nói đầy ẩn ý đó vốn hay dành cho những cô quá lứa nhỡ thì. Riêng cô tự hào lấy chồng khi còn rất trẻ. Đương nhiên người lấy chồng sớm nhất không ai khác chính là Lệ Hằng ngày trước, tức bà chủ Thành Phát hiện nay. Trả tiền xong, nhưng Thoạt gửi lại mấy lọ ô mai vừa mua. Cô rẽ sang ngõ gạch ăn bát bún riêu, coi như khỏi ăn trưa luôn. Nhận nha, ăn hết bát bún, Thoạt đi bộ sang bên hàng cá, ngắm mấy cửa hàng dù chẳng có nhu cầu mua bán. Loanh quanh phố phường đến gần trưa, nhác thấy con xe Honda 81 dựng trước cửa nhà Thành Phát, ngay lập tức Thoạt quay lại lấy túi hàng đã gửi. Dù gặp Tạ Đình Cân ở đây, nhưng cô chẳng tỏ ra vồ vập. Tuy thế khi biết anh chuẩn bị về nhà nghỉ trưa, Thoạt xin đi nhờ cho tiện đường. Không cần biết nụ nghĩ gì, nhưng mục đích chuyến đi buổi sáng với cô đã đúng như sắp đặt. Ngồi sau xe máy của người hàng xóm, tự dưng cô liên tưởng đến những lần sai chồng chở mình đi dạo phố. Đúng là khác nhau một trời một vực. Dù nhóm bếp từ sớm, nhưng gặp phải lô than tổ ong kém chất lượng, nên chưa đến 9 giờ bếp đã vạc, khiến nụ phải kế thêm một viên khác. Tính ra như vậy tốn kém gấp đôi. Bình thường quán nước của cô không quá đông khách, tuy nhiên do trời nắng nóng, nên đám thợ gần đó hay kéo ra ngồi gọi cốc trà đá rồi buôn chuyện. Ngày nắng phải che bạt đã khổ, nhưng ít ra còn đông khách ngồi dưới bóng râm của dưới gốc cây xà cừ. Phải ngày mưa, chỉ còn cách ngồi trong con ngõ nhỏ. Tuy vậy, việc bán hàng ngày mưa kém hơn ngày nắng. Từ ngày chồng đi tù về, đúng như người ta nói, qua cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Bởi không giống phần đông những người khác ngồi hút thuốc lào vặt rồi than thân trách phận. Chồng cô lặng lẽ kiếm việc, rồi chăm chỉ làm một cách đầy trách nhiệm, không lời kêu ca. Thành quả dù chưa thấy đâu, nhưng khoản lương hồi đầu, ngang nửa chỉ vàng, đủ giúp cô trang trải cuộc sống. Đêm qua trước lúc đi ngủ, nụ nghe thấy chồng nói có khả năng cuối năm, ông chủ sẽ giao trọng trách mới. Khi đó mức lương được quy thành một chỉ vàng không ít. Tuy nhiên lương cao, kèm theo trách nhiệm không hề nhỏ. Lấy chồng khi đã vào tuổi được coi là ế, trong khi đám bạn cùng trang lứa đã nếp tẻ đủ cả. Sau khi chạy ngược chạy xuôi, mất đúng 5 năm, kể từ ngày về làm dâu phố cổ, thằng cu Tạ Đình Yến ra đời trong sự vui mừng của cha cùng ông nội. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi con trai gần 3 tuổi, cũng là lúc chồng cô phải đi tù. Đến bây giờ, nụ không rõ mình lấy đâu ra nghị lực để vượt qua tất cả.
Trong những ngày đen tối đó, sự sầm sì cùng ánh mắt của bà con hàng phố, những lời thêu dệt không có thật, khiến cô thấy sợ hơn cả án tù do tòa vừa tuyên cho chồng. Làm dâu ở tuổi gần 30 không còn trẻ dại, nhưng làm dâu phố cổ khiến cô có nhiều bỡ ngỡ. Cuộc sống thực tế khiến cô phải thích nghi nếu muốn tồn tại. Không giống như ở nhà cô tại làng 8, dù nhà tranh vách đất nhưng rộng rãi, thoáng mát. Đêm tân hôn nằm ở chiếc sập cổ, còn phía trên là gác xếp nơi bố chồng nằm ngủ khiến cô thấy ngộp thở. Cuộc sống gói gọn trong căn phòng có 24 m², chưa phải là tất cả. Việc nấu ăn ở sân trung, việc phải xách nước vào nhà tắm gần đó, hay việc đi vệ sinh cũng là vấn đề không nhỏ. Giờ đây, khi đã quen với nếp sống, cô không khỏi buồn cười khi mùa hạ hay mùa đông, đợi những hộ sống cùng trong số nhà ngủ hết. Lúc đó cô bắt đầu xách vích nước đi tắm hoặc vo giấy đi vệ sinh. Cái cảnh xếp hàng mỗi sáng trước nhà vệ sinh công cộng đến bây giờ vẫn khiến cô chẳng thể thích nghi được. Chưa kể lâu lâu mọi người lại được nghe chị Toàn réo rắt vì ai đó quên không dội nước. Dẫu không ham kiếm tiền bằng mọi giá, nhưng nụ có một ước muốn không hề nhỏ, cô hy vọng. Đến khi con trai lấy vợ, lúc đó người con dâu không chịu cảnh như mẹ chồng, tức là cô. Mong ước là như vậy, vì chẳng có ai đánh thuế, nhưng ngồi phơi mặt ngoài vỉa hè bán nước, dù buôn thất nghiệp, lãi quan viên, do vốn liếng chẳng đáng là bao. Tuy thế, giành được món tiền to là điều cực khó. Ngày trước do ủng hộ chồng mở xưởng sản xuất, cô đã dốc hết vốn liếng cũng như của hồi môn đưa cho chồng. Án tù 3 năm đồng nghĩa mọi thứ mất sạch nên tay trắng lại hoàn tay trắng. Chính bởi tâm niệm người làm ra của, thời gian chồng cô thi hành án trong trại cải tạo, nụ tập trung bòn mót từng đồng lo cuộc sống gia đình. Khi chồng trở về có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, cơn sóng ngầm bắt đầu xuất hiện, dù chị Thoạt sáng nay có nói hay im lặng, vẫn là có sóng. Biết chồng phải ăn mặc tươm tất do làm cho ông bà chủ Thành Phát nổi tiếng ở phố hàng đường, nhưng cô thoáng chạnh lòng bởi mình ăn mặc xuề xòa, còn chồng ngày càng trẻ ra. Hàng ngày thấy chồng diện quần bò áo phông, đeo đồng hồ trên tay cùng kính râm thời thượng, cưỡi con xe Honda Coupe 81, cô biết chẳng ai đoán nổi chồng mình đã bước sang tuổi 45. Thu nhập cao giúp cuộc sống dễ thở, nhưng mối lo mất chồng chẳng phải không có. Chưa từng nghi ngờ chồng hay ghen tuông vô cớ, nhưng giống bao phụ nữ khác, cô vẫn lo sợ một cách mơ hồ. Hiện nay, với lý lịch dính chàm như vậy, cô hiểu chồng mình chẳng thể xin nổi một việc làm tử tế ở đâu. Trong trường hợp có xin được việc đi nữa, khéo đồng lương eo hẹp khiến chồng cô không trụ được. Chính vì thế làm cho nhà Thành Phát vẫn là tươm nhất, bởi vị trí đó khối người thèm muốn. Dù bỏ ngoài tai những lời ngồi lê đôi mách, nhưng cô biết chị Thoạt không hẳn là đặt điều. Tuy vậy có chục năm làm dâu phố cổ nên cô chẳng dại gì thể hiện thái độ tức giận hay nghi ngờ. Cuộc sống vốn tạm yên bình, thà rằng bớt một việc còn hơn thêm một việc. Thoáng thấy bà Diệu Thuần cầm bó hoa bước vào cửa hiệu truyền thần, nụ biết đó là khách quý, đồng thời là tri âm tri kỷ của bố chồng, nên cô vội pha ấm trà. Do loại trà bán ngoài vỉa hè chất lượng trung bình, cô vào nhà bốc nắm trà ngon trong lọ cho vào chiếc ấm đã tráng sạch. Sau khi đổ nước và đợi ngấm, nộ bưng vào để hai cụ đối ẩm. Khi bước vào trong cửa hàng truyền thần, cô thấy bố chồng cô có lẽ đang vui do gặp được người tri kỷ. Bố chồng cô giọng lên bổng xuống trầm, đang hào hứng đọc bài về có từ thời Pháp thuộc cho bà Diệu Thuần nghe. Thằng Tây nghĩ cũng tài, sinh ra đèn máy thắp hoài năm canh. Thằng Tây ngồi nghĩ cũng sành, sinh ra tàu điện chạy quanh phố phường. Xưa này có thế bao giờ, có cái tàu điện đứng chở ngã ba. Đàn ông cho trí đàn bà, hễ tàu vừa đến lấy đà nhảy lên. Ba xu ghế gỗ rẻ tiền, toa sau thì để xếp riêng gánh gồng. Năm xu ngồi ghế đệm bông, hỏi mình có sướng hay không hở mình. Chẳng dám làm mất nhã hứng của các cụ, nụ đặt khay ấm chén xuống mặt bàn. Cô lễ phép chào khách rồi quay ra bán hàng. Nhằm tránh cho người khác hay có vị khách nào tò mò ngó vào, cô tế nhị buông mảnh giúp cho bố chồng cùng bà Diệu Thuần có không gian riêng tư, đọc thơ và trò chuyện. Do mải bán hàng, lúc ngẩng lên đã tầm trưa, nên cô đoán bà Diệu Thuần sắp về nghỉ. Biết hôm nay chưa nắng, vì thế cô đun sẵn một song canh riêu cua.
chút đợi chồng về, chỉ đun nóng rồi bốc bún là có ngay bữa trưa ngon và hợp túi tiền. Đang thu dọn mấy chiếc ghế gọn vào, tiếng xe máy quen thuộc khiến cô ngẩng lên vì biết chồng sắp về. Nhưng nụ cười tắt ngấm bởi người phụ nữ ngồi phía sau chính là chị Thoạt hàng xóm. Vẫn biết giữa hai người chắc không có gì, nhưng họ là tình cũ của nhau, cô biết tỏng từ lâu. Dù mọi người trong nhà giấu giếm, có điều chẳng ai nghĩ rằng quán nước chính là Thông Tấn Xã vỉa hè vô cùng chuẩn xác. Không có vẻ ngại ngần, người hàng xóm cười tươi, dúi cho cô một lọ ô mai xấu, rồi đi thẳng vào trong ngõ. Chồng cô giải thích do tiện đường nên cho đi nhờ một đoạn, vậy là khép lại mọi nghi ngờ. Dù chồng suy nghĩ đơn giản như vậy, linh cảm phụ nữ cho nụ biết, thời gian tới đây, cô phải đối phó với tình cũ của chồng chẳng hề dễ dàng gì. Chưa từng to tiếng hay chất vấn chồng khi có mặt bố chồng. Nụ trần bún chan canh rồi chăm chú dùng bữa. Chút nữa tranh thủ vắng khách, cô thấy mình cần chập mắt một chút giúp đầu óc đỡ căng thẳng. Nhìn ra khoảng sân chung có nắng chói chang, cô lấy manh chiếu phủ lên yên xe máy cho chồng. Từ bên nhà hàng xóm, tiếng chị Thoạt đang mắng chồng cái tội đi đâu cũng khoe trùng tên với cụ Trạng Trình. Duy có điều về quê không mang nổi cân thuốc lào Vĩnh Bảo để bán, nên chỉ là Trạng ăn. Bình thường sống ở nơi phố cổ vốn đèn nhà ai, nhà đó rạng, cô chẳng bận tâm để ý đến chuyện nhà người khác. Tuy nhiên sáng nay không những được nghe những lời chia rẽ tình vợ chồng, tiếp sau đó là việc làm như vô tình đi nhờ xe về nhà. Nụ biết chị Thoạt có nhiều toan tính nên cô phải đề phòng. Vốn dĩ không ghen với quá khứ của chồng nên cô chưa từng nghĩ nhiều. Dù sao lạt mềm buộc chặt còn hơn là đau khổ giữ cái chẳng thuộc về mình. Dục chồng ăn thêm bát bún nữa vì món này nhanh no nhưng mau đói. Cô đưa tay vặn nhỏ đài radio, mục đích để chồng vừa ăn bún vừa thưởng thức màn dạy chồng của người yêu cũ từ nhà đối diện vọng sang. Những lời nói có cánh của chị Thoạt với chồng cô, nếu có, lúc này sẽ được mang ra so sánh với từng câu nói cay nghiệt đến ngạt thở mà cô ấy dành cho người đầu gối tay ấp cùng mình. Dẫu cho anh ta sống cảnh chui gầm chạn, nhưng việc hàng đêm thức cùng vợ bán hàng lại không cờ bạc rượu chè, vậy cũng đủ, còn mong đòi hỏi gì thêm nữa. Biết chồng vừa ăn vừa nghe không sót câu nào, thậm chí còn vài lần nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nụ kiến đáo nở nụ cười do mục đích của cô đã đạt. Thay vì khóc lóc hay tỏ ra khó chịu, màn dạy chồng của chị Thoạt còn hơn vạn lời nói. Đợi khi bố chồng bước ra ngoài cửa hàng truyền thần, lúc này nụ đưa mắt nhìn sang bên nhà hàng xóm rồi nói với chồng một câu đầy ý nhị. Mưa rơi gió tạt vô thành, đôi ta chồng vợ ai dỗ dành đừng siêu. Bán hàng đến chiều khi trời tắt nắng, nụ dọn hàng để chuẩn bị cho bữa cơm tối. Từ dạo chồng cô không phải chờ bà chủ đi thu tiền hay mua vàng buổi tối, việc đón con trai do chồng đảm nhận. Cô biết mình có thể ngồi rốn thêm cả tiếng chưa muộn, nhưng bán thêm được vài điếu thuốc cùng dăm cốc trà chén không đáng. Dẫu cho nhà hàng xóm chủ yếu bán khuya, nhưng ngay từ 6 giờ khi trời còn sáng sủa, hai vợ chồng Thoạt Khiêm đã lục tục kéo dây điện và dọn hàng. Có lẽ họ sợ ra muộn chút lại có người chiếm chỗ. Mà dù cả phố này, người nào bán đâu đều phân định rõ ràng từ trước đó rất lâu. Ngồi bán hàng đã thành lệ, nếu không đi chợ sớm đã có gánh hàng rong ngang qua để cô mua rau và thức ăn. Buổi sáng tranh thủ chế biến nên lúc dọn hàng về, thổi xong cơm là cơ bản hoàn tất bữa tối. Đến bây giờ cô thầm phục bố chồng, hồi trước khi nhiều nhà bỏ son gang chọn son nhôm thổi cơm cho tiện, ông nhất quyết nói son gang vẫn ngon cơm hơn. Thực tế dù son nhôm nhìn sạch sẽ, dễ cọ rửa, lại nhẹ, nhưng mùi cơm khê từ việc nấu cơm bằng son đó nhiều hơn. Trong khi son gang cho ra những miếng cháy vàng rộm, nên chỉ cần chút mắm tép chân thịt cũng ngon lành. Buổi chiều, cả khu sân chung như chật chội do cùng lúc có nhiều nhà đun nấu tắm giặt. Dù mấy hộ trên gác đã cơi nới chỗ nấu ăn riêng, nhưng khoản rửa rau, vo gạo vẫn phải xuống dưới máy nước. Nhằm tránh cảnh xếp hàng đông đúc, nụ thường trữ nước sẵn vào đôi thùng tôn hoa. Khi con trai đi học về, cô pha phích nước để cắm cho cô cậu trước tiên. Do việc nấu ăn và rửa bát thường phải tối mới hoàn tất, chính bởi thế lúc mọi nhà quây quần bên mâm cơm hay ngồi coi vô tuyến, đó là lúc cô xong việc để cho quần áo sạch vào chiếc nón để đi tắm. Bữa tối có đông đủ 4 người thuộc 3 thế hệ, nên mâm cơm thường có cơm canh và 1-2 món mặn. Dù thời buổi vật giá leo thang, nhưng giờ tài đảm đang của nụ, vì thế mọi người đều cảm thấy ngon miệng.
Dù biết tình già của bố chồng cùng bà Diệu Thuần trên phố Bát Đàn, tuy vậy nộ thầm phục sự khăng khít của hai người tuổi gần đất xa trời. Dành nguyên buổi sáng vừa thường trà vừa nói chuyện tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, cơm tối xong, chưa ngồi ấm chỗ, bố chồng cô đã nhấp nhổm cầm chiếc mũ phớt để tàn bộ sang phố Bát Đàn. Buổi tối cô thường hiếm khi ra khỏi nhà, bởi cả ngày đã phơi mặt ngoài vỉa hè. Hôm nào vô tuyến, không có phim hay, cô thường lấy băng video bật xem ca nhạc hoặc cùng con xem băng hoạt hình. Đã nhiều lần chồng cô nói nhỏ, nhà có một vô tuyến là đủ, nhưng muốn xem phim riêng tư, chẳng nhẽ đợi hai ông cháu ngủ say, đâm bất tiện. Trên không gian riêng tư ở gác xếp, chồng cô muốn bày một bộ vô tuyến nhỏ rồi mang đầu video lên đó. Như vậy chỉ cần vặn tiếng nhỏ lại, hai vợ chồng có thể coi phim, chẳng cần thức khuya quá. Tranh thủ hai bố con nằm coi phim cùng nhau, nộ xách phích nước đi vào nhà tắm vì chẳng còn sớm nữa. Tuy nhiên, khi nộ đứng ngoài sân, quay mớ tóc cho hết nước, ở trong nhà chồng cô đã ăn vận chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài. Cầm chai rượu nếp trên tay, cần chỉ cho vợ thấy chỉ đang một cút, tức là 1/4 lít rượu. Như vậy chẳng thể nói anh ham rượu chè say xưa. Kể từ lúc làm việc cho nhà Thành Phát, lâu lâu tiện dịp gì đó, anh thường tới rạp Kinh Đô ngồi tâm sự cùng bạn. Dù biết vợ chẳng hề cấm cản, nhưng anh nói trước một câu để vợ thấy an lòng. Không vội đi bộ ra chỗ bạn mình đang phụ vợ bán hàng, cân ngồi nhấm nháp quả ô mai xấu do vợ đưa cho. Anh biết đây là món quà thay lời cảm ơn của cô Thoạt do đã trở về tận nhà. Không bận tâm phỏng đoán của vợ khi đoán hộp ô mai như cách ngầm khiêu khích. Cần thấy phụ nữ khi đã có thành kiến với ai, tốt nhất không sa đà vào tranh luận kẻo mất hòa khí của gia đình. Để vợ không đánh giá mình đòm dáng, anh chọn chiếc quần sóc lửng cùng chiếc áo đông xuân cổ tròn và đi đôi dép lê mòn vẹt. Nhìn bộ dạng như vậy khác nào ông đi bán dạo than tổ ong cho các nhà trên phố. Không vội đến chỗ bạn mình, cân ghé hiệu giò trà Thiện Đức ngay phố Hàng Điếu mua nửa cân vó bò. Như vậy đủ cho hai người ngồi tạm quên nỗi sầu nhân thế. Nhìn thấy bạn từ xa, tự dưng cân bật cười thành tiếng. Bởi thầy của anh hiện đang tâm sự cùng bà mẹ của Tiến Bột ở phố Bát Đàn. Trong lúc này, anh xách chai rượu ra, tâm sự cùng người con trai. Có lẽ thông cảm với hai gã đàn ông từng vào sinh ra tử, vợ của Tiến Bột chạy ra quán gần đó mua thêm chục nem chua. Vậy là bữa rượu bất chợt nhìn chẳng đến nỗi nào. Bình thường Tiến Bột là người hay giữ kẽ, nhưng nhờ mấy chén rượu nên bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình. Bọn nhà giàu ăn lắm ỉa nhiều, ông chớ dại tham vài đồng lẻ rồi đi hót phân nhà chúng nó. Tôi chở hàng, liên quan đếch gì. Khi cả hai cùng nốt chén cuối, Tiến Bột khẳng định anh em nhà lão Phát sớm muộn gì cũng thư hùng một phen. Bọn lắm tiền nhiều của động mồm không động thủ, mọi việc sẽ dùng tiền để sai khiến người khác. Vẫn biết dặn bạn hơi nhiều, nhưng Tiến Bột không muốn bạn mình lại ăn cơm cân, đi đóng gạch lần nữa. Đời người, tuổi 45, chả mấy nỗi sẽ già, đâu còn trẻ khỏe để làm lại. Không tự hào việc quanh quẩn dọn hàng cho vợ, nhưng tham vọng ít đồng nghĩa được sống bình yên. Ngửa cổ uống cạn chén rượu nếp, loại rượu êm êm, nhưng nếu uống nhiều, say cũng không kém rượu cuốc lùi. Dù cảm ơn bạn đã khuyên chân thành, nhưng cân khẳng định mình làm thuê kiếm sống, không đánh nhau hay giết thuê để có ngày lĩnh án rượu cột. Lúc đó cầm ba lô tiền phòng có ích gì? Tự tin vào bản lĩnh của người từng vào sinh ra tử, cộng thêm bài học đắt giá khiến mình phải vào tù, nên anh hiểu đúng vị trí của mình không lạc bước. Đợi cho những khán giả của suất chiếu phim cuối cùng tan rạp ra về, không đợi vợ phải nhắc, Tiến Bột chia tay bạn rồi nhanh nhẹn chất mọi thứ lên chiếc xe ba bánh đẩy về. Nhìn theo bóng vợ chồng người bạn đi khuất, Tạ Đình Cân lững thững quay về phố Hàng Gà. Dù ghi nhận lòng tốt của bạn, nhưng kiểu sống an phận thủ thường rồi tự bằng lòng với những gì đang có. Thật ra đó chưa bao giờ là sự lựa chọn của anh. Vẫn biết con chim sợ cảnh cong, nhưng anh tin nếu mình chẳng làm gì phạm pháp, có ngày tổ tiên dòng họ Tạ Đình sẽ được thờ tự nơi rộng rãi xứng đáng. Mỗi lần dỗ trạp, nhìn bàn thờ chật chội bày hơn chục bức di ảnh, anh biết trách nhiệm của mình nặng nề đến nhường nào. Có chút rượu chảy trong huyết quản, dù muốn về nhà ngả lưng cho đỡ mệt, chẳng hiểu sao Tạ Đình Cân đi lang thang qua nhiều con phố như một lữ khách. Đã lâu rồi, kể từ hồi nhập ngũ, anh lại thèm cảm giác một mình đi dưới ánh đèn vàng vọt, rồi đắm mình trong hương vị của phố đêm. Không giống như ban ngày ồn ào, bụi bặm, tiếng chuông xe đạp, tiếng còi xe máy, hay tiếng chuông xích lô khiến người ta chẳng còn sự thư thái để cảm nhận.
Hà Nội về đêm yên tĩnh đến lạ thường. Văng vẳng đâu đây tiếng giao bán hàng của mấy người đi rong. Thêm mùi phở từ quán ăn đêm đầu con phố theo gió như níu bước chân. Bỏ qua mùi thức ăn quyến rũ, nếu đủ tinh tế, người lữ khách sẽ ngửi được mùi hoa thơm nhẹ giống như một bóng hồng thoảng qua. Hà Nội quanh năm hoa nở với đủ sắc màu và mùi vị. Nhưng cần biết, anh không phải là người có tâm hồn nghệ sĩ để cảm nhận hoa bưởi tháng 3 hay loa kèn tháng 4. Ngay như hiện nay đang mùa sen nở rộ, hương sen tỏa ngát tại cửa hàng truyền thần. Nhưng món quà của bà Diệu Thuần chắc mình thầy anh cảm nhận được. Đi lang thang qua nhiều con phố, gần 1 giờ đêm, cân quay về phố hàng gà quen thuộc. Đi từ xa, thấy ngọn đèn ở quán gà Tần Thuốc Bắc vẫn sáng trưng. Anh tự nhủ lòng mình sẽ kiên quyết từ chối nếu như cô Thoạt tiếp tục mời ăn như mấy lần trước vì ngại phiền phức. Không mời ăn gà Tần nhưng mọi bận do gặp ngày đắt hàng nên đã bán hết. Cô Thoạt vừa nhìn thấy anh liền đon đả nói ngay. Đi về khuya chắc đói bụng rồi, em mời bác dùng món bánh bao nhà làm để bán thử xem sao. Mùa thu dù không còn quá oi bức như dạo hè, chưa kể buổi tối thời tiết dễ chịu hơn rất nhiều. Thời gian trôi nhanh nên chẳng mấy chốc sẽ hết năm. Chính vì thế, các xưởng sản xuất làm hết công suất để giao hàng. Xưởng may quần áo bò không phải ngoại lệ. Ngày trước hàng làm ra đến đâu sẽ tiêu thụ hết đến đó. Lượng người đi xuất khẩu lao động các nước Đông Âu kéo theo nhu cầu tăng. Tuy nhiên chẳng có gì là không thể thay đổi. Việc các nước bên đó bất ổn về chính trị khiến chương trình xuất khẩu lao động chậm lại. Vốn là người nhìn xa trông rộng, chưa kể thường xuyên nghe bản tin của đài BBC. Ông phát truyền dân sản phẩm sang phục vụ thị trường trong nước. Ngày trước, hàng may đa phần là số to nhằm phù hợp với khổ người các nước bên đó. Nhưng hiện nay, những cỡ vừa và nhỏ cho phù hợp với người Việt Nam bắt đầu được ưu tiên. Hiện giờ sẽ hết cảnh người bé nhỏ nhưng cố diện chiếc quần bò rộng thùng thình phải thít chặt bụng hoặc mặc áo bò nhưng vai trễ còn tay áo phải sắn lên vài gấu. Có một điều khác với mấy năm trước, anh cảm thấy dạo này vỉa hè nhiều người ngồi hơn trước. Không rõ vì chẳng có công ăn việc làm hay những người này gia nhập đội quân chỉ trò kiếm sống. Hình ảnh những người lính xưa với bộ quân phục bạc màu ngồi bươm vá xe đạp nơi góc phố không hiếm. Tuy nhiên trào lưu mặc quần áo bộ đội kết thành băng nhóm được gọi là quân khu trở thành phổ biến. Chạy xe giao hàng trên từng con phố nhiều lúc cân ngứa mắt bởi đám choai choai mặc quân phục dành cho sĩ quan cấp tá. Thông dụng nhất vẫn là áo bay mua ngoài đường Nam Bộ cùng đôi dép đúc. Luôn tự dằn lòng bỏ qua mọi việc chướng tai gai mắt. Tuy thế có lần anh phải dựng xe, túm cổ một tên đội mũ ổi tàu đi nghênh ngang không chịu nhường đường còn quay mồm chửi người đáng tuổi cha chú nó. Khi đã quen việc quen người, cần đảm trách luôn việc ra ga hàng cỏ nhận hàng gửi từ trong Nam ra, kể cả xuống kho dưới mạn giáp bát. Ở những nơi thường đến giao nhận hàng, cần nhìn thấy đám quân khu nhiều chả khác gì ngày xưa lúc anh lên đường nhập ngũ. Thời đó chắc mấy ông trẻ này còn đang tập bò lồm ngồm hoặc khóc oe oe trong hầm trú ẩn. Thông thường bôi trơn cho ai, gặp người nào do bà chủ Thành Phát đi cùng lo giao thiệp. Nhưng từ dạo đêm ngóng, ngày mong, quý tử, những việc đó anh tự thu xếp rồi báo cáo lại là xong. Hiểu rõ câu đồng tiền đi liền khúc ruột, tiền hàng không phải của mình, anh quyết chẳng tơ hào một xu. Điều khiến anh yên tâm gắn bó với nhà Thành Phát bởi thu nhập cao và ổn định. Tính từ ngày đầu tiên đạp xe tới ngôi nhà mặt phố hàng đường, chẳng có hy vọng gì. Tính ra Cân đã làm cho nhà Thành Phát được hơn một năm và chưa từng có gì khúc mắc. Sau khi kiểm đếm số hàng giao cho khách, anh yêu cầu ký vào cuốn sổ để sau còn làm cơ sở thanh toán. Trong buôn bán, việc phân minh và số lượng rạch ròi về tiền bạc là rất quan trọng. Năm ngoái, do chưa làm quen lại tin tưởng người nhận hàng nên bỏ qua việc đó khiến anh nhận được bài học đắng chát. Hôm đó lúc chở bao tải quần bò sang giao bên phố hàng cá, chính cô chủ cửa hàng đon đả mời anh uống cốc nước dừa mát do để trong tủ lạnh. Mãi vui chuyện nên anh rời đi, không bóc bao tải cùng đếm. Dịp cuối tuần khi thanh toán tiền hàng, cô chủ thản nhiên thông báo giao thiếu mất 2 chiếc quần bò, khiến Cân được phen á khẩu. Buồn bực vì 2 quần bò thiếu coi như mất cả tháng lương, Cân mang tiền hàng về rồi trình bày với ông bà chủ Thành Phát xin được trừ nợ bởi sự chủ quan tin người của mình. Do lăn lộn trốn thương trường bao nhiêu năm, chẳng cần nghe trình bày nhiều, ông bà chủ Thành Phát hiểu ngay vấn đề. Họ không bắt anh bồi thường, nhưng hôm đó ông Phát nhắc nhẹ một câu khiến Cân thấm thía. Một cốc nước dừa có giá bằng 2 quần bò là quá đắt.
nhưng để mua được một bài học lại quá rẻ. Buổi chiều khi xong mọi việc, Tân chạy xe máy về phố Hàng Đường để nộp lại tiền hàng trước khi về nghỉ. Ông Phát từ trên tầng 2 bước xuống, đợi anh uống xong cốc nước liền căn dặn. Do ngày mai mùng 1, nên ông nhờ anh mang phong bì tiền xuống làng Cót giao cho người huynh trưởng của mình. Từng nhiều lần giao tiền kiểu này nên anh hiểu, hầu như 3 tháng một lần, lão phó sư trưởng dưới làng Cót sẽ được em trai chia lộc. Người bình thường mỗi lần cầm một cây vàng, chắc bán đi, ăn cả năm chẳng hết. Nhưng với lão đó chả bỏ bèn gì, nên vẫn luôn mồm kêu như vạc. Duy có điều cân nhận thấy sự thay đổi. Bắt đầu từ năm nay, lão sư trưởng đã không nhận một cây vàng như thỏa thuận. Lão nhận luôn tiền mặt cho dễ tiêu. Không buôn bán gì, nhưng cần vẫn biết. Năm ngoái, vàng neo giá 400.000 đồng cho một chỉ. Tuy nhiên, bước sang năm Tân Mùi 1991, do vật giá leo thang bởi lạm phát khiến vàng tăng lên tới 590.000 đồng cho một chỉ. Như vậy, số tiền lần này lão phát sư trưởng nhận được sẽ là 5 triệu 900.000 đồng. Cất tiền vào túi quần bò cẩn thận, cân quay xe, chậm chậm hòa vào dòng người, rồi bắt đầu hướng về phía làng Cót, làm xong nhiệm vụ cuối ngày. Sau lần chở ông chủ Thành Phát xuống làng Cót thắp hương rồi thụ lộc, anh còn có vài lần thay mặt ông bà chủ mang lễ xuống đó, hoặc những dịp đưa tiền như hôm nay. Khác với thái độ ậm ạch với em trai cùng em dâu mình, lão phó sư trưởng luôn dành sự tôn trọng với Cân. Đặc biệt khi nghe anh kể về những trận chiến khi xưa, dù biết lão sư trưởng đơn thuần chỉ là kẻ vào tù ra tội, nhưng anh chẳng bận lòng do hai bên đều có những việc riêng cần giải quyết. Lúc xe chạy đến khu vườn táo, dưới ánh đèn pha, Cân nhìn thấy trong sân có hai con xe Honda 67 màu đen và màu đỏ. Chẳng mấy khó khăn, anh nhận ra đây chính là hai xe máy chở bốn thằng lưu manh ép xe của anh đang chở bà chủ để cướp túi vàng dạo ở trên phố Hàng Đồng. Không vội gọi cửa, Cân tắt máy xe rồi lặng lẽ dắt sát vào cổng ngôi nhà. Hôm nay anh không thấy con chó dữ tợn lao ra nhe nanh sủa ầm ĩ như mọi ngày. Thay vào đó là tiếng lão phát sư trưởng đang nói oang oang. Mẹ kiếp! Lũ hợm đời, đua nhau nuôi chó Nhật. Nóng thì bật quạt, ngố lại buông mặt. Còn ốm, sẽ bế thì bác sĩ khám. Lúc con chó chừa đẻ thì trăm còn hơn trăm vợ. Nhìn đúng là hãm tài. Tao cứ nuôi mấy con chó ta. Khi nào béo múp, cũng vừa lúc giềng mẹ đánh chén. Thò tay kéo chốt rồi mở cổng sắt. Cân dắt xe máy dựng ngay trước hiên nhà. Lão pha sư trưởng cùng bốn tên đàn em mặt đỏ như gấc còn mài ăn, mài nói, tận đến lúc anh bước lên hiên nhà cất tiếng chào mới nhận ra sự có mặt của khách. Có lẽ quên mất vụ cướp giật túi sách năm ngoái. Lão cười ha hả bởi gặp khách quý nên nhất định kéo anh vào ngồi uống rượu luôn. Là người sống theo nguyên tắc, ăn có nơi, chơi có trốn, nên Cân từ chối ngay. Chưa kể mâm thịt chó giờ còn lại đống xương, nhìn nhếch nhác, chả đáng cho anh ghé mông. Giao phong bì bằng loại giấy bìa khá dày cho lão phát sư trưởng, Cân lịch sự đề nghị lão mở ra đếm luôn, rồi ký giúp vào tờ giấy xác nhận do anh soạn sẵn. Bởi anh biết, lão này chẳng làm khó mình, nhưng có thể lão sẽ giở trò với vợ chồng người em trai, nhằm cò quay thêm lần nữa. Hai bên giằng dai một hồi, Cân ngửa cổ uống cạn chén rượu để lão sư trưởng đếm tiền theo yêu cầu. Như vậy mỗi bên lùi một bước. Sau khi nhận được chữ ký của chủ nhà, anh xin phép ra về do buổi tối nhà có việc. Lúc này, sự khách sáo chẳng cần thiết nữa. Đánh chén no say lại sẵn men rượu, một gã nhìn bặm trợn bất ngờ đứng dậy, nhìn gườm gườm rồi nói nhát gừng. Ông bị mặt bọn này cũng được. Nhưng để đại ca tôi mời nhiều là không xong. Tốt nhất ngồi xuống làm vài chén rồi phán. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng. Biết mấy thằng sâu bọ mượn chén ra oai trước mặt lão phát sư trưởng, nên Cân thấy chẳng cần nể năng. Đặt bàn tay từng cầm B-40 nã vào xe tăng của địch, bàn tay từng cầm khẩu AK đi qua từng trận đánh, thậm chí bàn tay đi cuốc đất trồng sắn trong thời gian ở trại cải tạo, anh vỗ nhẹ vào vai kẻ đối diện như hai người bạn nói chuyện thân mật. Trong tích tắc sau đó, Cân bất ngờ bóp mạnh vào bả vai, đồng thời ngón tay cái ấn mạnh vào hõm vai trái, điểm huyệt, khiến đối phương không thở được. Chỉ tay vào mặt ba kẻ đang ngồi quanh mâm rượu thịt. Lúc này Cân nói thong thả từng tiếng một. Nếu không để mặt đại ca của chúng mày, riêng tội cướp túi đựng vàng năm ngoái, đủ để tao cho cả bốn thằng tắm sông Tô Lịch.
Buổi sáng mùng 1, do Cân lo phi xe tới ga Hàng Cò nhận hàng, bà chủ liền vẫy xích lô đi lễ chùa. Việc mặc áo dài xét ra ngồi xích lô là hợp nhất. Nó phù hợp với nhịp sống chậm, cũng khiến người ta có nhiều phút tĩnh tâm. Sau những lần đi kêu cầu mọi nơi, hình như các đấng thần linh đã thấu hiểu. Vì thế việc đậu thai đúng năm Tân Mùi, con giáp được coi là may mắn tài lộc. Chở bao hàng từ ga Hàng Cò về phố Hàng Đường, lúc định quay xe rẽ sang xưởng, bất ngờ Cân được thông báo lên tầng 2 gặp ông chủ có việc. Dù làm cho nhà Thành Phát hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh được mời lên đó. Ngay như bữa cơm tất niên cuối năm ngoái, ông bà chủ cùng mấy người làm thân tín ăn ngay ở tầng 1 rồi ra về. Sống trong ngôi nhà cổ cùng gia đình từ nhỏ, anh nhớ rõ, hồi còn nhỏ khi ông nội còn sống, căn nhà ở phố Hàng Gà chỉ toàn người nhà thuộc dòng họ Tạ Đình chung sống. Ngày đó, mỗi lần đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống phố, anh thích ngắm sắc pháo do mọi người đốt mỗi khi đón Tết. Giờ đây, khi vật đổi sao rời, ngay như đêm giao thừa năm vừa rồi, dù đốt băng pháo ngay ở khoảng sân trung, nhưng nhiều hộ trên gác lẫn phía trong cùng đốt, khiến khói thuốc pháo bay mù mịt, không sao thở nổi. Bước lên cầu thang bằng gỗ đã lên nước đen bóng, Cân gõ cửa, sau đó hồi hộp đứng chờ. Anh không rõ vì sao có buổi nói chuyện tận trên phòng khách sang trọng của nhà ông chủ. Dù biết nhà Thành Phát giàu sang nức tiếng nhiều đời, nhưng lúc tận mục sở thị mọi thứ trong căn phòng có ban công nhìn xuống đường, anh đã hiểu vì sao lão huynh trưởng của ông Chu Minh Phát luôn hậm hực đến vậy. Đúng như một lần lão Phát sư trưởng nói cho anh biết, nhẽ ra là con trưởng lại là đích tôn của dòng họ, mọi sản nghiệp lão phải là người kế thừa. Cuộc đời vốn chẳng tính trước điều gì, ông thân sinh ra lão đã làm di chúc phế trưởng lập thứ khi lão còn đang thụ án tù. Chính bởi thế lão đành ôm mối hận trong lòng. Rót cho Tạ Đình Cân một chén trà sen thơm ngát, ông Chu Minh Phát chậm rãi nói rõ mọi chuyện. Trước hết, ông cảm ơn thông tin anh đã cung cấp sáng nay về bốn kẻ cướp giật túi đựng vàng năm xưa. Trước sự ngạc nhiên của Cân, ông Phát nói mình đoán ngay huynh trưởng là người đứng sau việc đó. Bởi thế năm ngoái ông đã ngăn không cho vợ đi báo công an, vì chả hay ho gì khi vạch áo cho người xem lưng. Do đám con cháu họ Chu chẳng còn ai để giao phó, ông cực chẳng đã đành mũi mặt nhờ anh vào Sài Gòn một chuyến. Kể từ ngày giao con trai là Chu Thuận Phát vào đó làm đầu mối thu gom và chuyển vài bò ra Hà Nội, ông kiểm đếm và phát hiện, từ năm ngoái đến nay, hầu như lần nào số hàng cũng bị thiếu hụt so với giấy tờ. Thậm chí đơn giá mua buôn trong đó, nhiều lúc còn đắt hơn cả mua lẻ số lượng ít. Tính ra, có thể thằng con quý tử bày trò ăn chặn. Chuyện gia tộc họ Chu không dễ gì người ngoài biết được. Nhưng trong gia đình ông Phát cũng chẳng thể nói việc đứa con riêng ăn bớt với người vợ hiện tại. Cuối cùng ông chọn Cân để làm sáng tỏ những điều khúc mắc trong lòng. Việc ông chọn ngày mùng 1 là có lý của nó, bởi vợ ông sẽ đi lễ tận trưa mới quay về. Ông chẳng lo câu chuyện trên này đến tai người khác. Sau một hồi rút lời gan ruột, ông Phát bất ngờ đề nghị. Cậu hãy mua vé tàu vào Sài Gòn một chuyến. Những nơi cần đến, những người cần gặp, tôi sẽ ghi ra giấy cẩn thận. Cậu có thể hoàn toàn tin tưởng họ. Nhớ lại người bạn thân là Tiến Bộ từng khuyên đừng dính vào chuyện của lũ nhà giàu. Tuy thế Cân ngồi kiên nhẫn lắng nghe ông Phát nói hết. Lời đề nghị anh vào Sài Gòn có phần đột ngột. Tuy vậy nó chạm đúng ước mơ bấy lâu. Ngày xưa, dù hay nghe bài hát Giải phóng miền Nam, kỳ thực anh cùng đơn vị của mình giải phóng Đà Nẵng vào ngày 29 tháng 3 năm 1975, xong liền ở lại làm nhiệm vụ quân quản. Những đơn vị khác tiếp tục chiến dịch, cho đến ngày lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chẳng cần biết công việc méo tròn ra sao, anh suy tính nhanh, nếu có vào Sài Gòn theo lệnh ông chủ, khi xong việc chuẩn bị quay về, chắc chắn phải ghé Dinh Độc Lập để ngắm cơ quan đầu não của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Ông Phát mở tủ, lấy tiền và lồng vào tay anh một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ. Ông dặn đây là cách phòng khi có việc đột xuất. Mặc dù khi anh đặt chân đến Sài Gòn, người của ông sẽ lo liệu chu đáo. Việc mua vé tàu không khó như dạo trước. Ông ghi luôn cho anh số và tên của người quen ngoài ga Hàng Cò. Việc vào Sài Gòn thời gian nào do anh tự thu xếp. Đã từng đi tàu hỏa từ ga Hàng Cò vào Thanh Hóa cuối năm 1971, sau đó cùng đơn vị hành quân vào tham gia trận chiến 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị năm 1972. Nhưng lần này, việc đi tàu hỏa tận 3 ngày, 2 đêm ngắm cảnh đủ khiến anh thấy hồi hộp. Nhét tiền vào túi áo, Cân nhanh chóng xuống nhà tiếp tục công việc.
anh dự định trưa nay sẽ thông báo cho mọi người trong nhà được biết việc mình đi Sài Gòn. Giá như có dư giả tiền bạc, anh thích rủ Tiến Bột đi một chuyến, đồng thời ôn lại kỷ niệm chiến trường xưa. Buổi trưa, lúc bà chủ Thành Phát bước từ trên xe xích lô xuống, biết không còn sớm, nên cần trao tờ giấy giao hàng có ký nhận đầy đủ của mọi người. Anh cảm ơn khi nhận đĩa xôi lộc, rồi chạy xe về nhà ăn trưa. Hà Nội thời nào cũng vậy, dù nhịp sống có chậm rãi như hồi xưa hay gấp gáp của thời chiến, tuy nhiên ngày rằm hay mùng một những gánh hàng hoa cúng luôn đông người hỏi mua. Tiếng chuông chùa vọng lại khiến lòng người an yên đến lạ. Hồi xưa khi lên đường nhập ngũ, anh biết me của mình thường xuyên lên chùa thắp hương, nguyện cầu Phật Tổ cùng Tổ tiên phù hộ để con trai trở về bình an. Ngày đó me của anh cũng như nhiều bà mẹ có con ra trận, tình cảm mọi người luôn hướng về tiền tuyến. Chiến tranh khốc liệt nên không phải người nào cũng trở về trong ngày toàn thắng. Sau này có những đêm nằm trong trại cải tạo chẳng thể ngủ được, anh tự dằn vặt bản thân vì phụ lòng đấng sinh thành. Dẫu sao mẹ của anh đã mất trước đó nên chẳng thể chứng kiến cảnh đau lòng. Đó là niềm an ủi nhỏ nhoi trong những năm tháng ở tù. Đang chuẩn bị phi xe lên vỉa hè để vào ngõ, chợt nhìn thấy cô hàng xóm nên anh chủ động giảm tốc độ có ý nhường cô thoạt vào trước. Chỉ cần nhìn điệu bộ là anh biết cô này vừa đi lễ chùa về. Dù không còn sớm tinh mơ, nhưng mùng một chạm mặt khiến anh chẳng có hứng thú. Sau khi dựng xe ở sân trung, nhưng để sát cửa sổ nhà mình, anh cầm đĩa xôi lộc bước nhanh vào nhà vì thấy mọi người đã ngồi sẵn có ý đợi mình. Không như mọi ngày, vừa dùng xong bữa trưa, Cần đã thấy thầy của mình đội mũ phớt sang bên phố Bát Đàn, nhưng anh không tiện hỏi. Đợi bố chồng đi khuất, vợ anh cho biết, bà Diệu Thuần không được khỏe, chính vì thế ông nhà mình nhấp nhổm không yên. Nằm trên chiếc dập cổ coi băng ca nhạc vừa mượn được, đợi vợ rửa bát xong vào nhà, anh liền nhấm nháy. Cô Yến vào lớp 1, hai vợ chồng mình đúc thêm đứa nữa cho có anh có em, chẳng nhìn đâu xa, như anh số con một chắn mớ đời. Không gật đầu đồng ý hay lắc đầu phản đối, nhưng vợ Cân ghé tai anh nói nhỏ. Từ khi sinh thằng cu đến giờ, cô chưa từng đi đặt vòng ngày nào, nhưng chẳng thấy tin vui. Nhớ lại việc bà chủ Thành Phát tiền nhiều như núi mong có một mụn con chẳng nổi, ngoài việc chăm ni lễ còn dùng đủ loại thuốc, tự dưng anh thấy câu nói con cái là lộc của trời có phần đúng. Dù sao đã có một thằng cu con rồi, anh biết mình cùng vợ chẳng vội vàng gì. Có điều nếu muộn quá lại rơi vào cảnh cha già con cọc, chả báu bờ gì. Nhầm tính ra thấy mình long đong, khéo sinh đứa thứ hai bằng trăng lứa của cháu nội Tiến Bột không chừng. Định tranh thủ buổi trưa không có ai, nói như thời chiến là đánh kiểu du kích. Tuy nhiên, Cân bối rối và có phần hụt hẫng, bởi vợ anh cho biết mùng một kiêng chuyện đó. Nói xong, lại tất tả ra ngoài ngõ, phơi mặt, kiếm từng đồng bạc lẻ. Nằm ngả lưng một lát, tự dưng chiếc nhẫn vàng cộm nơi ngón tay, khiến anh nhớ đến nhiệm vụ được giao, nên cần quyết định chạy xe tới ga hàng cỏ mua vé. Dù ông Chu Minh Phát không nói hết, nhưng anh đoán, ông quý tử đời thứ 10 kế thừa sản nghiệp nhà họ Chu thuộc hàng phá gia chi tử. Thật ra, nếu điều đó xảy ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi các cụ đã nói không ai giàu ba họ, trong khi họ Chu đã ăn lộc sang đời thứ 9 là quá nhiều. Ngày đầu tháng, nên mọi việc hanh thông đến không ngờ. Đúng 2 giờ 30 chiều khi quay lại nhà Thành Phát, nhác thì ông bà chủ đang ngồi xơi món chè sen. Do được ông chủ căn dặn từ trước, anh xin phép được nghỉ vài ngày về quê có việc. Không để anh phải đợi lâu, ông chủ gật đầu đồng ý ngay, vì biết mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Tứ Đại Đồng Đường. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.